Chào mừng các bạn đến với bản tin Mikai Showbiz hôm nay. Những hình ảnh xúc động khi MC Phan Anh được nhận quà của người dân Hà Tĩnh sẽ mở đầu bản tin hôm nay. Chiều 13 tháng 11, Hoa hậu Ngọc Hân và MC Phan Anh tham gia sự kiện Nhảy vì sự tử tế tại quảng trường Lý Thái Tổ, Hà Nội. Cả hai là đại sứ của chương trình do Trung ương Đoàn phát động. Phan Anh bất ngờ gặp lại một người phụ nữ ở Phương Điền, Hà Tĩnh. Khi anh đi từ thiện tại đây, chị cũng chính là người đã tặng anh bánh chưng. Gặp lại chị giữa thủ đô, Phan Anh cố nén xúc động nhưng rốt cuộc, nam MC vẫn bật khóc khi biết chị lặn lội từ miền Trung ra Hà Nội để mang quà người dân dành cảm ơn anh. Cũng tại sự kiện này, nam MC và các khách mời đã cùng nhảy với khoảng 5.000 người để kêu gọi cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường. Khi Hồ Ngọc Hà tham gia live show của Nu Phước Thịnh, nữ ca sĩ đã có màn xuất hiện ấn tượng cùng chiếc siêu xe màu trắng. Chiếc xe cũng là đạo cụ hỗ trợ tiết mục Mình Thích Thì Mình Yêu Thôi của Hà Hồ và Nu. Sau chương trình, khán giả nhanh chóng phát hiện đây là chiếc xe mà Cường Đô La từng đi. Trước thông tin Hồ Ngọc Hà mượn xe chồng cũ Cường Đô La, nữ ca sĩ xinh đẹp đã chính thức lên tiếng đáp trả dư luận là đó là chuyện bình thường ở huyện, bởi doanh nhân Quốc Cường vẫn đi xe của nữ ca sĩ nếu có việc gấp hoặc cần chờ con. Hãy coi mọi thứ hết sức bình thường, chẳng ai phiền ai nhưng không có nghĩa là không nhìn mặt nhau, nữ ca sĩ chia sẻ. Vừa qua, thông tin Trương Thế Vinh chia tay bạn gái Cơ Trường đã được chính nam ca sĩ xác thực. Bên cạnh đó có thêm thông tin bạn gái cũ Đông Phương của anh chuẩn bị lên xe hoa với người khác, càng làm khán giả ngạc nhiên hơn. Tuy nhiên, nam ca sĩ Trương Thế Vinh đã trấn an khán giả của mình khi cho biết anh và tình cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè hậu chia tay. Thế nhưng, theo như dòng status mới nhất được Đông Phương đăng tải trên trang cá nhân, có vẻ như Trương Thế Vinh đã nói dối. Nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương cho rằng, việc tôi và Vinh còn giữ mối quan hệ bạn bè và thường xuyên hỏi thăm nhau là chuyện không có. Lúc có chuyện, Vinh cũng đã nói rõ với tôi, chia tay không hề có chuyện làm bạn, nên xin anh hãy thật thà với người hâm mộ anh. Cô cũng mong dư luận thôi làm phiền, chấm dứt gọi điện hỏi thông tin và tò mò về chuyện riêng của mình. Hôm 12 tháng 11, Chân Tử Đan xuất hiện trong họp báo giới thiệu bom tấn Rose One, A Star Wars Story ở Hồng Kông. Anh kể lại, lúc được mời đóng Rose One, tôi không muốn xa nhà 5 tháng để quay phim ở Anh. Tôi chỉ đổi ý định sau khi hỏi ý kiến ba đứa con và chúng háo hức gật đầu. Sự động viên của các con khiến diễn viên đồng ý tham gia dự án kinh phí lớn của Hollywood. Trong phim, Chân Tử Đan đóng vai hiệp sĩ Chirrut Amgui. Anh đã chủ động đề nghị đạo diễn sửa kịch bản cho nhân vật này từ người bình thường trở thành một người khiếm thị. Anh nói, tôi nói với đạo diễn rằng nếu nhân vật Chirrut Amgui là một người mù thì anh ta sẽ thú vị hơn nhiều. Câu chuyện về anh ta cũng hấp dẫn hơn. Đạo diễn lập tức đồng tình với đề nghị của tôi. Nhân vật hiệp sĩ mù ra đời như thế. Trước khi thực hiện mỗi cảnh quay trong phim, Chân Tử Đan thường nhắm chặt hai mắt một lúc nhằm tập cảm nhận và hóa thân vào nhân vật. Để các động tác võ thuật đặc sắc hơn, anh tự thiết kế một chiếc gậy đặc biệt dành cho người mù, làm vũ khí riêng. Trong quá trình đóng phim, Chân Tử Đan gắn bó nhiều với bạn diễn Khương Văn, người đóng vai một chuyên gia vũ khí. Phim sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 12. Trong những khoảnh khắc mới nhất, Trương Ngọc Ánh tự tin khoe nhan sắc trẻ trung xinh đẹp khi đi dạo phố cùng con gái cưng. Dù lựa chọn những bộ trang phục đơn giản như áo thun với quần jean, chân váy kiểu xếp ly hay chỉ là những chiếc đầm kiểu truyền thống, nữ diễn viên Hương Ga vẫn tự tin ghi điểm bởi gu ăn mặc tinh tế và sành điệu. Cùng sinh nhật trong tháng 11, Trương Ngọc Ánh và con gái có dự định tổ chức sinh nhật chung, đánh dấu một giai đoạn mới của Trương Ngọc Ánh cũng như sự lớn khôn từng ngày của Bảo Tiên. Trương Ngọc Ánh nói, năm trước chị cũng được đón sinh nhật trên phim trường Vệ sĩ Sài Gòn. Năm nay cũng vậy, chị được cả đoàn phim tổ chức sinh nhật rất bất ngờ. Dẫu vậy, chị vẫn chờ tới đúng 20 tháng 11 để tổ chức sinh nhật cùng con gái, như một dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của cả hai mẹ con. Những hình ảnh hai mẹ con xinh đẹp rạng rỡ nhà Trương Ngọc Ánh đã kết thúc bản tin hôm nay. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào các bản tin sau.